Hello, xin chào mọi người. Mình là Nghiêm Thùy Trang, founder của Tiếng Trung Alpha. Rất vui được đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Để tiếp tục chuỗi video học tiếng Trung thông qua giáo trình Hán ngữ 6 quyển thì hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với nội dung bài 4 nhé. Nhưng mà trước khi đến với bài 4 thì cô Trang hy vọng rằng các bạn đã hoàn thành kiến thức của bài 1, 2 và 3. Và trước khi bắt đầu buổi học vẫn như thường lệ, các bạn hãy chuẩn bị giúp mình một quyển vở ghi chép, bút nhiều màu mực và đừng quên một cốc nước nhé. Tiếp theo là chúng ta hãy tập trung toàn bộ tinh thần trong suốt buổi học để đạt được kết quả tốt nhất. Mọi người có đồng ý không nào? Ok, và bây giờ nếu chúng mình đã sẵn sàng rồi thì bắt đầu thôi! Phần đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với 3 thanh mẫu tiếp theo trong bảng phiên âm tiếng Trung. 3 thanh mẫu này thì có thể nói nó khá là phức tạp hơn những thanh mẫu chúng ta đã học trước đấy. Nên lão sư mong rằng trong quá trình học các bạn hãy tích cực tương tác với video, tương tác với lão sư và hãy lặp lại thật to thành tiếng tất cả những gì các bạn được hướng dẫn nhé. Rồi, chúng mình sẵn sàng chưa nào? Rồi, thanh mẫu đầu tiên chúng ta hãy cùng lắng nghe và lặp lại thật to cùng với lão sư nhé. Chúng ta sẽ đọc là zi. Chính xác, lặp lại thật to nào. Zi. Chính xác, một lần nữa nhá. Zi. Rồi, đừng quên phát ra thành tiếng nha mọi người. Với âm này thì có rất nhiều bạn khi mà học á, đọc thành âm giờ, tức là dư ở trong dư thừa, dư giả ấy, thì lưu ý giúp lão sư là sẽ không có âm nào đọc là dư ở đây cả nhá, sẽ không có sự dư giả hay dư thừa nào ở đây hết. Và cũng có những bạn đọc là chư, tức là nó hoàn toàn là âm chờ giống như trong tiếng Việt ấy, thì lưu ý giúp lão sư là cách đọc này cũng không thực sự chính xác. À, nó nếu mà nói một cách nôm na dễ hiểu thì các bạn hình dung nó sẽ là phần giữa của âm giờ và âm chờ. Nhưng nếu như các bạn không đọc được chính xác 100% thì thà tôi đọc là chờ còn hơn đọc là giờ nhá. Thì cách tốt nhất là các bạn để mà mô phỏng ấy, những bạn tự học ở nhà thông qua video không có người nắn chỉnh hướng dẫn cho từng ly từng tí, thì cô Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo này. Đó chính là chúng mình đọc âm chờ bình thường ấy, âm chờ, nhưng mà thẳng lưỡi và cái âm thanh nó rít lên một tí. Bởi vì chính cái độ ma sát, cái độ rít dư nó sẽ tạo ra một cái âm đúng, được chưa nhở? Nhá, vậy thì chúng mình quy định với nhau, chúng mình quy ước với nhau là chúng mình sẽ đọc âm chờ, nhưng mà gì? Rít lên, rít dư, đúng không? Âm dư lại nhá, dư, dư, không có chư và cũng không có dư nhá mọi người, dư, ok. Tiếp theo ở thanh mẫu thứ hai thì chúng mình sẽ đọc như thế nào nhở? Các bạn hãy lắng nghe và lặp lại thật to cùng với lão sư nhá. Sư, sư, à, có điều gì diễn ra ở đây nhỉ? Ồ, bật hơi đúng không? Bật hơi hoành tráng, mãnh liệt luôn. Nào, bật hơi cùng với lão sư nhá. Sư, đúng rồi, sư. Ồ, các bạn có thể hình dung giống như là mấy cô bạn bánh bèo của chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Ôi trời ơi, chồng ơi, chờ em, buổi trưa, cô Trang, đúng không? À, hay như âm này mình hay nói vui vui với học viên của mình là gì? À, hơi giống cái âm chờ của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh ấy mọi người. Bạn ấy sẽ hát là gì? Có chàng trai viết lên cây, đúng không? Âm chờ nhá. Lặp lại cùng với lão sư thật to nào. Chư, chính xác. Một lần nữa nha, bật hơi ra nào. Chư, ok, khởi khảo. Rồi các bạn lấy một cái màu mực khác, màu đỏ hay màu gì cũng được, miễn là nó khác với cái màu mực các bạn đang ghi chép. Đánh cái mũi tên vào đây giúp lão sư. Và lão sư không bao giờ khuyến khích việc các bạn ghi những cái phiên âm bồi này ra đâu nhá. Khi mà đã mất công học rồi thì chúng mình cố gắng học những cái gì chuẩn mực nhất, bài bản nhất nhá. Cùng một công học thì học những cái bài bản nó quy chuẩn thì nó vẫn tốt hơn, đúng không? Rồi, đọc lại một lần nữa nhá. Sư, ok, khá khó. Rồi, và thanh mẫu cuối cùng chúng mình sẽ đọc là sư. Sư, rồi giống như kiểu ông sư ấy mọi người. Sư, âm sờ bình thường thôi nhá. Sư, thẳng lưỡi ra. Một lần nữa nào. Sư, chính xác. Bây giờ chúng mình đọc lại cả ba âm này một lần nữa nhá. Lắng nghe và lặp lại thật to cùng với cô Trang nào. Sư, sư, sư. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những vận mẫu trong bài 4 ngày hôm nay nhá. Nào, để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có những vận mẫu nào nào. À, trông cũng có vẻ nhiều đấy, nhưng mà khoan khoan hẵng lo lắng, chúng mình cứ đi từng bước một thôi. À, ở đây có một chữ y, có một vận mẫu là y đúng không? Vậy thì lão sư sẽ khoanh tròn lại nhá, bởi vì âm này chúng ta sẽ nói đến về sau. Vì trong bài ngày hôm nay âm y sẽ có một chút cái sự đặc biệt mà các bạn cần phải lưu ý hơn âm y ở những bài trước. Vậy nên cô xin phép khoanh tròn lại và chúng mình sẽ làm việc với nó sau nhá. Ok, nào âm tiếp theo, trông lạ quá. Âm này chúng mình sẽ đọc là R. Rồi, đây là một cái vận mẫu yêu cầu phải uốn lưỡi lên khi đọc nhá. Chúng mình đọc giúp lão sư nào. R, đúng rồi, cong lưỡi lên. Khẩn khổ.
Tiếp theo, âm này chúng mình sẽ đọc là gì đây các bạn ơi? Chúng mình sẽ đọc là gì? Ua đúng không? Ua? Không nha, ua là tiếng Việt. Tiếng Việt mới có ua ua cờ ua cua canh cua nhá. Còn trong tiếng Trung mình sẽ không đọc là ua. Các bạn lưu ý giúp lão sư nhá, mình sẽ đọc là U và A đúng không? Nhìn thấy chữ nào thì đọc chữ đấy cho cô. Đó là một cái mẹo rất là đơn giản nhá. Nào, ua. Ua, chính xác, nó là U và A liền với nhau thì mình cứ đọc liền thôi. Khẩu hình của mình mở rộng ra để phát âm A này cho nó tròn là được nhá. Ua, khó, một lần nữa. Ua, chính xác. Tiếp theo, ua. Ua, ok. Ua, khẩn khó. Tiếp theo U với gì đây các cậu ơi? U với gì đây? U với ai đúng không? Đọc liền vào cho cô nào. Why. Họ. Why. Rồi. Why. Ok. Tiếp theo nhá. Chúng mình nhìn cái âm trong ngoặc cho tôi trước nha các cậu. À, U với gì đây? À, U với A. Họ. Way. 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 Rồi. Còn cái ngoài này là cái gì thì... kệ nó nhá, để đấy, một lát nữa lão sư sẽ quay lại để nói chuyện với các bạn. Lão sư muốn là chúng mình sẽ đi một lượt trước, sau đấy những cái gì lưu ý thì sẽ làm việc sau, như thế nó sẽ cụ thể hơn và nó sẽ không bị ngắt đoạn cũng như không bị quá rông dài, được chưa nhở? Đọc lại âm ở trong ngoặc nào. Way, ok, khá khó. Tiếp theo, quá là đơn giản luôn này các cậu ơi. Gì đây? One. Rồi, one. Đọc to lên nhá, tôi phát hiện ra là có người đằng sau màn hình chưa đọc to lên đâu. Đọc to lên nào. One, khá khó. One. Tiếp theo để ý chữ trong ngoặc cho cô thôi. U với gì đây các cậu ơi? U với ân đúng không? One. Họ. One. Chính xác. Một lần nữa nào. One. Ok. Còn cái này là cái gì thì sao nhỉ? Tí nữa chúng mình lại nói chuyện với nhau nhá. Tiếp theo nào. U gì đây? Easy luôn. One. Họ. U với an đúng không? U với an. Đọc liền cho cô nào. One. Đúng rồi. One. Họ. Tiếp theo nhá, U với gì đây? À, U với ông, đúng không? Đọc liền vào nào. Wong, đúng rồi. Wong, họ. Wong, chính xác, đỉnh của chóp luôn. À, bây giờ thì khoan khoan hãng ghi vào vở. À, mọi người hãy lắng nghe và tập trung lên slide và lắng nghe lão sư chia sẻ tiếp nhá. Ở đây chúng mình sẽ có một vài những cái lưu ý mà các bạn phải rất là để ý giúp cô này. Đầu tiên là lưu ý với vận mẫu y. Thì bình thường chúng ta học đây là âm y đúng không? Nhưng các bạn lưu ý giúp lão sư rằng âm y này khi được kết hợp với ba thanh mẫu ở đầu bài chúng ta vừa học đó là zi, ci và sư thì sao nhỉ? Âm y sẽ được đọc thành âm ư. Nhớ nhá, âm y sẽ được đọc thành âm ư khi mà kết hợp với ba thanh mẫu vừa nãy. Tiếp theo nữa, ở đây có vận mẫu gì đây? Vận mẫu uây. À, vận mẫu uây này, người ta quy định rằng khi uây kết hợp với một thanh mẫu phía trước nó để biến thành một âm tiết hoàn chỉnh thì chữ e ở giữa sẽ được bỏ đi. Tôi chỉ viết tắt là ui thôi nhưng tôi vẫn phải giữ nguyên cách đọc. À, vậy thì bây giờ từ giờ về sau khi mà các bạn nhìn thấy âm này, các bạn sẽ đọc giúp lão sư là gì? Là ui à? Hay là gì nhỉ? Không nhá, chúng mình sẽ đọc là uây. Đúng rồi, mình bỏ chữ e đi nhưng mà mình vẫn phải thấy là nó xuất hiện ở trong đầu mình. Nhớ chưa? Đọc lại cho cô nào. Uây. Đúng rồi, một lần nữa. Uây. Khánh khó. Vậy nếu như, cô chỉ lấy ví dụ thôi, nếu như mà bây giờ chúng mình ghép như này, chúng mình có âm gì đây? Âm gì đây? Âm gì đây nhỉ? Tuây, đúng không? À, tuây. Âm gì đây? Thuây, đúng không? À, tiếp theo. Âm gì đây? Quây, đúng rồi. Thử một âm nữa nhá. Âm gì đây? Cui ở hay gì nhỉ? À, rồi, thanh mẫu này vừa học xong bật hơi đúng không? Chơi, chờ uê, chơi đúng không? Chơi, chính xác. Đấy, bây giờ các bạn hãy lấy một cái mực đỏ hoặc là những mực gì khác cũng được. Các bạn gạch chữ E này đi cho cô. Gạch chữ E đi. Mình mũi tên ra, mình ghi cái âm viết tắt này thôi. Và mình ghi 1, 2, 3, 4 ví dụ gì đấy tùy. Tùy các bạn, để nhắc nhở bản thân là âm này tôi không được đọc là ui mà tôi phải đọc là uây, chính xác. Lưu ý tiếp theo mà chúng ta cần nhắc đến đó chính là lưu ý với vận mẫu gì đây? U với gì đây các cậu ơi? À, uân, họ, uân. Rồi, thì người ta cũng quy định là vận mẫu uân khi kết hợp với một thanh mẫu phía trước thì chữ e sẽ được bỏ đi, viết là u với n thôi, nhưng vẫn phải giữ nguyên cách đọc.
À, vậy là từ giây về sau mình nhìn thấy âm UN này mình không đọc là UN nha, không phải UN mà là gì? Chính xác, mình vẫn phải đọc là UN, khó, UN. À, vậy bây giờ lão sư sẽ ghép thử nhá. Rồi, chữ này các bạn đọc là gì đây? Âm L đúng không? Luân, luân. Tiếp theo nha, âm gì đây? Khuân, khuân đúng không? Ê, quá hẳn khuân, buồn ngủ quá. Khuân có nghĩa là buồn ngủ ấy mọi người. Hy vọng đấy không phải là cảm giác của các bạn khi mà học bài giảng của cô Trang nhá. À, tiếp theo, chúng mình thử ghép chữ này xem là gì đây. À, âm uân với âm sư thì ta là xuân, xuân. Được chưa nhỉ? Ok, bây giờ các bạn hãy lấy một màu mực khác gạch chữ E đi giúp cô. Ghi thế này thôi, ghi như lúc nãy ấy. À, ghi cái âm viết tắt, mũi tên ra và ghi 1, 2, 3, 4, ví dụ gì đấy. Để cho sao nhỉ? À, để nhắc nhở chúng mình là âm này tuy là nó viết tắt nhưng tôi vẫn phải đọc đầy đủ nhá, mau lên nào. Vừa nãy thì chúng ta cũng đã lưu ý với nhau trong phần vận mẫu rồi. Tuy nhiên đây là một lưu ý khá quan trọng nên cô Trang vẫn xin phép được nhắc lại với các bạn một lần nữa nhé. Đó chính là tổ hợp âm tư, sư, sư. Khi mà kết hợp với vận mẫu y thì y sẽ được đọc thành ư. Có nghĩa là âm này chúng ta sẽ đọc là tư chứ không phải là chi nhá. Âm này chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ? Tư, bật hơi nào, tư chứ không phải là chi, được chưa? Tiếp theo âm này chúng mình sẽ đọc là sư, sư chứ không phải là si nhá, không có si với mê gì đây nhá. Đọc lại nào, sư, chính xác. Vừa xong thì chúng ta đã cùng hoàn thành phần thanh mẫu và vận mẫu trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với một nhiệm vụ vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng quan trọng nhá. Đó chính là ghép âm. Chúng mình sẽ ghép những thanh mẫu vừa được học với những vận mẫu quen thuộc này để xem chúng sẽ tạo ra những âm tiết gì nhá. Các bạn hãy lắng nghe và lặp lại cùng với cô Trang nhá. Ngoài ra thì chúng mình sẽ luyện theo chiều ngang để cái thanh mẫu đấy sẽ được lặp đi lặp lại từ âm này sang âm khác, khiến cho bạn cảm thấy quen tai và dễ mô phỏng theo nhá. Rồi nhìn lên đây và đọc thật to cùng với lão sư nào. Ở đây chúng mình có thanh mẫu tư, tư. Vậy khi ghép âm vào lần lượt chúng ta sẽ có những âm như sau. Mỗi âm Trang sẽ đọc hai lần nhá. Cha, cha, đọc to lên nào. Dưa, dưa. Âm gì đây mọi người, có còn nhớ không nhỉ? Có nhớ không? Đố các bạn đọc được âm này đây. Chi à hay là gì? Không nhá. Dư, dư. Vì sao nhỉ? À, bởi vì âm y khi kết hợp với chữ z này, âm dư sẽ đọc thành thành ư. Nhớ chưa? Lại nào. Dư, rồi. Tiếp theo nhá. Chai, dây, dây, dây. Các bạn thấy không, cái âm dừ, 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 nó lặp đi lặp lại và khiến cho mình quen tai hơn đúng không nào. Tiếp theo, trao, dừ đúng không, trao, khó, châu, châu, chan, chan, chân, chân, trang, trang, trang. Âm ông ấy mở miệng ra cho cô, không phải là chân, được chưa? Ông mở miệng, trang, trang, trung, trung, rất khó. Nào, thanh mẫu tiếp theo chúng mình phải làm nhiệm vụ là gì nhỉ? Gì đây? Gì đây? À, bật hơi nhá, bật hơi lên nào. Cha, cha, bánh bèo lên. Chưa, đúng rồi, thẳng lưỡi ra nhá. Chờ, 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 chưa. Rồi, nếu như các bạn cảm thấy quá là khó trong việc nhận định thế nào là cong lưỡi và thẳng lưỡi thì cô sẽ mách cho các bạn một mẹo nhỏ, đó chính là gì? Đầu lưỡi của mình sẽ luôn luôn chạm nhẹ vào chân răng của hàm dưới, thì đó chính là cái hành động mà nhắc nhở chúng ta phải thẳng lưỡi. Chờ, chờ, đúng không? Đầu lưỡi chạm nhẹ vào chân răng hàm dưới nhá, đọc cho cô nào. Chưa, đúng rồi. Thế âm này âm gì đây? Đố mọi người nhớ. À, chư, rồi. Chư, rất tốt. Tiếp theo nào, đừng quên lập lại và phát ra thành tiếng nhá. Chai, ok, một lần nữa. Chai, giỏi quá. Tiếp theo nhá. Chau, âm ao tròn lên cho cô nào. Chau, đúng rồi. Tiếp theo nhá. Châu, châu. Chan, âm an đúng không? Chan, ok. Chân, chân. Chang, âm chờ chờ, bánh bèo nha, điệu vào. Chờ,
Trăng, ok. Trăng. 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 Rồi, cái phần này cô xin phép là lưu ý thêm một xíu nữa này. Đừng vì cái dự dít, cái sự ma sát của âm thanh mà mình nghĩ là mình đang đọc chữ sờ nhá. Âm chờ khác hoàn toàn với cả âm sờ. Âm sư khác hoàn toàn với cả âm sư, được chưa ạ? Không được đọc là sờ đâu, đọc ở này đâu nhá, mà chúng ta đọc là chờ. Đọc là chờ nhưng mà sao? Đọc là chờ nhưng mà bật hơi ra cho cô. Nào, chung, không phải sung đúng không? Chung, chờ, chờ, chung, chính xác. Rồi, trời ơi, thanh mẫu cuối cùng thì quá là dễ luôn rồi, đúng không? Đọc bình thường thôi, sờ, sờ, thế là xong. Âm này cô đọc lướt nhá. Cô đọc lướt rồi các bạn đọc theo cho nhanh thì vì nó dễ quá rồi. Nào, xa, xưa, sư, sai, sao, sâu, san, sân, sang, sân, sung. Dễ hay rất dễ? Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng đến với phần ghép âm giữa ba thanh mẫu vừa học và những vận mẫu có chung một điểm, đó là gì? Bắt đầu bằng chữ U. Nào, chúng mình cùng đọc nhé. Rồi, với thanh mẫu chư, khi kết hợp vào chúng ta sẽ có gì? Hãy lắng nghe và lặp lại thật to cùng với lão sư nào. Chu. Chu, nhớ là thẳng lưỡi cho cô nhá. Chu, ok. Tiếp theo nào. Chua. 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 À, âm này là gì đây? Chui à? Chui hay gì mọi người ơi? À, đừng có quên nhá, thực ra nó chính là way. Nó bỏ chữ e đi rồi nhưng tôi vẫn phải giữ nguyên cách đọc. Vậy thì đây là âm way ghép và chúng ta sẽ có chơi, chơi. À, hãy để một tờ giấy nhỏ mảnh trước miệng mình hoặc là một tờ tiền cũng được trước miệng xem là nó có bay không. Nếu mà bay là mình đọc chưa đúng đâu nhá, bởi vì đây không phải là một âm bật hơi. Đọc lại giúp cô nào. Chơi, khó. Tiếp theo, choan, choan. Chính xác. Tiếp theo gì đây? Chun à? Hay là gì? À, đây là âm uân nhá. Bỏ chữ e rồi nhưng tôi vẫn phải đọc như cũ. À, uân, uân. Chun, chun. Tiếp theo, với thanh mẫu bánh bèo này thì chúng mình phải bật hơi. Chính xác. Đọc thật to với lão sư nào. Chu, ok. Chu, chờ, 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 u, chu, đúng không? Chu, tiếp theo nhá. Chua, chua, hó âm chờ, gì đây? Chui à? Hay là gì? No. Chơi, ok. Chơi, chơi. Chuan, oan mà đúng không? Chờ oan, chuan đúng không? Chuan, chuan. Rồi, chân, chân. Bật hơi nhá, bánh bèo lên cho cô. Rồi, cái này cũng so easy luôn, quá là dễ luôn đúng không? Âm sờ khi ghép vào sẽ có su, xua, xuây, xoan and xuân. Rất là dễ đúng không mọi người? À, chúng mình hãy cùng nhau ghi chép vào và luyện tập nhé. Rồi, tiếp theo sẽ là chuyên mục ôn qua bài cũ. Đó là chúng mình sẽ ghép những vận mẫu hôm nay chúng mình được học với những cái tổ hợp thanh mẫu mà chúng ta đã học ở những bài trước. À, đây là chúng mình cứ học bài mới nhưng mà không quên ôn lại bài cũ. Thế nên là kiến thức sẽ sao nhở? Sẽ lần lượt được ghi nhớ một cách rất là tuần tự, rất là bài bản đúng không? À, hãy nhìn lên đây, lắng nghe vào một lần nữa, lặp lại thật to cùng với cô Trang nào. Ok, ở đây chúng mình có âm gì đây? Âm tơ, đúng không? Tơ, à, khi mà ghép vào thì sao? À, và các bạn chú ý giúp lão sư này, là những cái chỗ mà để trắng để trống như này là sao nhở? Là chúng không đi với nhau, không ghép với nhau. Thế nhá, các bạn cũng không cần quá nhớ là nó ghép với âm nào, không ghép với âm nào đâu. Bởi vì việc học phiên âm thực ra chỉ phục vụ một mục đích là gì? Là giúp chúng mình biết đọc thôi. Khi biết đọc là tự tài liệu, tự sách vở là nó đã có phiên âm sẵn, là khi mà tra cứu nó đã sẽ có phiên âm rồi. Và chúng mình chỉ quan trọng là để giúp chúng mình biết đọc là được, được chưa nhở? Ok, rồi đọc giúp cô âm này nào. Ua, ua, tờ ua, tua, đúng rồi. Tua, uây, tuây, oan, toan, uân, tuân. Dễ chưa? Và cứ như vậy chúng mình hãy cùng ghép các âm tiếp theo nhé. Thua, quên này, thuê, oan này, toan, uân này, thân. Họ tiếp theo với âm nơ chúng mình có nua, noan. Dễ rồi đúng không? Toàn những cái vận mẫu và quen thuộc rồi. Tiếp theo, âm lừa chúng mình sẽ có lua,
Loan, oan, oan, loan. Âm này nhiều người mới học rất hay nhầm là luân nhá. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nhầm là u ớn ở uân trong tiếng Việt. Không phải nha. Đây là oan, lờ oan, loan, đúng không? Tiếp theo nào, luân. Ok, tiếp theo nào, với thanh mẫu là cờ, cờ, cưa, đúng không? Chúng mình sẽ đọc qua, cua. Quay thì là gì? Quay. Quay thì là quay. Tốt, tiếp theo lặp lại thành tiếng nào. Quan, chính xác, đừng quên việc lặp lại thành tiếng nhé. Quân, rồi ok, tiếp theo quang. Các bạn có thấy phiền phức khi mà cô Trang lúc nào cũng bắt các bạn lặp lại thành tiếng không? Đừng cảm thấy phiền phức nhá. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà học ngoại ngữ mà các bạn đọc thầm thì không thể nào mà tiến bộ được. Cái âm thanh nó vang vọng trong đầu các bạn ấy, trong não các bạn, thực ra là âm thanh của cô đang vọng lại. Tức là khi mà các bạn đọc thầm ấy, cái âm thanh nó vang lên trong đầu thì các bạn sẽ nghĩ rằng mình biết đọc rồi. Nhưng không, đó chỉ là âm thanh các bạn đang vay mượn của lão sư thôi. Còn thực sự khi mà các bạn bật ra miệng, bật ra thành tiếng, nó khác hoàn toàn luôn. Thế nhá, nên là cố gắng. Nếu mà thấy phiền thì thôi không học cũng được. Còn nếu mà đã học thì cố gắng không thấy phiền. Chúng mình hãy sao? Kiên trì nỗ lực lên một xíu nhá. Tiếp theo nào, âm này là thanh mẫu gì đây? Âm khở, 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 khưa, khưa, đúng không? Nào, ok, các bạn đừng vặn vẹo cô là tại sao em thấy có nơi đọc là hưa, có nơi đọc là khưa hay là gì nhá. Bởi vì thực ra mà nói cũng giống như tiếng Việt thôi. Mỗi vùng miền, mỗi địa phương sẽ có một cách phát âm khác nhau. Và cái cách mà cô đang hướng dẫn các bạn nó chính là phát âm của miền Bắc Đại Lục. Có thể nói ví dụ như là Bắc Kinh chẳng hạn, đúng không ạ? Còn nếu các bạn cũng thấy rất nhiều người họ đọc là hở, là hưa, thực ra không phải họ đọc sai, mà đó là gì nhỉ? Là phương ngữ. Thì thông thường một số bạn ở tỉnh ở phía Nam chẳng hạn, miền Nam Trung Quốc hoặc là các bạn Đài Loan chẳng hạn, sẽ phát âm âm này là âm hờ rõ hơn, ví dụ ní hở hay là hơ sợi, đúng không? Còn khi mà chúng mình học tiếng Đại Lục ở phương Bắc chẳng hạn, ví dụ Bắc Kinh thì sao, là hơ sợi. Thế nhá. Thế nên là cô muốn chia sẻ để các bạn hiểu rằng cái cô đang hướng dẫn các bạn là gì. Ở đây đôi khi ngôn ngữ nó không có sai có đúng, mà sao nhỉ? Là tiếng địa phương, tiếng vùng miền. Địa phương nào thì cũng đáng yêu, đáng quý cả thôi. Nhưng khi chúng mình xác định học một ngôn ngữ nào đó thì sao nhỉ? Hãy tìm một cái gì đó để chúng mình có thể bám theo, một cái follow một cách nhất quán. Được chưa? Ok, vậy thì chúng mình hãy cùng đọc âm này nhá. Hở, khoa. Không ai đọc đây là hua nhá các cậu, không phải hua gì hết nha. Qua, đúng không? Há cái miệng ra, há cái miệng ra cho cô. Qua, rồi. Khoa, tốt, một lần nữa. Khoa, ok, tiếp theo. Khua, khua, chính xác. Why, khoai. Why, khoai. Ok, tiếp theo. Khuê, không phải huy nhá. Khuê, khuê. Họ, tiếp theo. Khoan, không phải hun, không phải hun nhá, mà là gì? Quân, khuân. Họ, lặp lại. Khuân, chính xác. Tiếp theo nào. Khoang, khoang. Ok, tiếp theo âm khở, khở. Con nhớ lão sư dạy âm này đọc như nào không các cậu ơi? Ăn cá hóc xương khạc ra cho tôi nào. Khở, khở, khở. Ok, âm này nó sẽ phát ra từ cuống họng của mình. Nên là các bạn để một cái ngón tay vào đây xem là nó có bật ra từ đây không, là mình biết ngay thôi. Khở, khở, ok. Khoa, khua, khoai. Đó, các bạn nghe là cái âm khở, 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 khở phát ra từ cuống họng của cô không? Khuê, khoan, khuân, khoang. Tiếp theo nhá. Đây là một số những cái vận mẫu tương đối là đặc biệt, những cái âm ghép tương đối là đặc biệt thì chúng mình để dành nhá. Riêng dòng cuối cùng này chúng mình để dành để đến slide phía sau thì cô sẽ cùng chia sẻ với các bạn nhá. Rồi bây giờ các bạn có cần ghi chép gì thì ghi chép, cần lưu ý gì thì lưu ý, và chúng mình chuẩn bị bước sang phần tiếp theo nào. Nào, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với một phần lưu ý tiếp theo. Đó là lưu ý với những vận mẫu là U hoặc bắt đầu bằng U. Đó thì chúng mình nhìn thấy cái bộ phận bên này là gì đây? Toàn bộ cái cột bên này là những vận mẫu bắt đầu bằng U. Và người ta quy định rằng khi những vận mẫu là U hoặc bắt đầu bằng U, khi mà bản thân nó không cần kết hợp với một thanh mẫu nào khác mà tự nó trở thành một âm tiết, thì U sẽ được chuyển thành W và giữ nguyên cách đọc. Tương tự như vậy chúng mình nhìn lên đây là hiểu ngay thôi. Âm này chúng mình đọc là gì đây? Qua, đúng không? U và A, qua. Rồi, vậy thì khi mà nó đứng một mình, nó không cần một cái thanh mẫu tờ thờ nờ lờ nó cái gì gì ở đây hết, mà tự nó biến được thành một âm tiết, thì người ta sẽ viết như thế này. Và vẫn đọc như thế này, vẫn đọc là qua, được chưa? Tiếp theo, âm tiếp theo, ua, ua. Sang đây chúng mình đọc là gì đây? Vẫn như cũ thôi, ua. Rồi, thế là sư đố các bạn, này đọc là gì?
là tôi đúng không? Tớ, mình, tao, ok? Ok, tiếp theo nào. Âm này là gì đây? Y vẫn y thế nhá, U chuyển thành W và giữ nguyên cách đọc. Y khó. Tiếp theo. Way. Way. Rồi, nếu con dấu vào đây đọc là gì? Way. Alo mọi người, khi mà gọi điện thoại xem phim thấy người ta hay gì? Way, đúng không? Tiếp theo nhá. One. One khó. Tiếp theo nào. Quân. Quân. Ok. Và Wong. Wong. Rồi, ok, hãy dừng màn hình và ghi chép phần lưu ý lên vào vở nhá. Chà, hôm nay có vẻ nhiều lưu ý phết đấy các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến một cái vận mẫu, cùng đến với một cái vận mẫu mà chúng mình đã làm quen với nhau ở phần đầu trong lúc học vận mẫu. Đó là âm gì nhỉ? Vận mẫu uốn lưỡi đúng không? Đọc là R. Khó. Rồi, thì vận mẫu R này có thể đứng một mình để tạo thành một âm tiết. Ngoài ra nó cũng có thể đứng đằng sau những âm tiết khác để tạo thành âm uốn lưỡi. Cụ thể như sau, các bạn nhìn giúp lão sư nhá. Ở đây chúng mình có âm gì đây? Quán. Quán đúng không? Và khi mà cộng với âm ở thì nó thành war. Rồi, ở đây khi mà trong sách vở các bạn sẽ thấy có một cái dấu phẩy nhẹ ở đây. Đó, thì khi mà các bạn gõ máy tính, gõ điện thoại, tức là đánh máy, đánh chữ ấy, thì các bạn sẽ phải gõ phiên âm là gì? Rõ ra như thế này, được chưa? Nhưng mà khi mà các bạn nhìn thấy trong sách, trong vở, trong tài liệu có in kèm phiên âm thì các bạn sẽ chỉ thấy người ta viết như thế này thôi. Người ta sẽ chỉ viết như thế này thôi. Đấy, phẩy R. Và mình phải tự hiểu là cái phẩy R này thực ra chính là viết tắt của âm R, được chưa? Ok, nào đọc lại giúp cô nhá. War. Họ. Tiếp theo này, ở đây chúng mình có bàn thiên cộng với đuôi R, chúng mình sẽ đọc là bàn thiên. Tiếp theo nhá, ở đây có xiao với khái và âm R, chúng mình sẽ đọc là xiao khái. Cong lưỡi lên, không phải xiao khái mà là gì? Xiao khái. Ok, tiếp theo này, ở đây có âm gì đây? Đố mọi người biết âm gì đây? Chu à? Không nhá. Khi chúng mình nhìn thấy âm chi, gì quỹ cái mọi người, âm chi này mà đằng sau nó là chữ U thì mình phải hiểu ngay nó là gì? Uy trá hình, được chưa nhỉ? Uy trá hình. Nó bị mất dấu hai cái chấm bên trên đi rồi nhưng tôi vẫn phải đọc nó là uy. Nhớ nhá, đọc cho cô nào. Chu nả cộng với ớ sẽ là chu nả. Chu nả. Ok. Rồi, bàn thiên là kiểu nửa ngày. Ví dụ như là cô hẹn các bạn lên lớp, hôm nay đến hẹn lại lên rồi cô up video rồi lên học bài đi, xong cái cô đợi bản thiên đợi cả nửa ngày mà không ai chịu bật YouTube lên để học hết trơn hết trọi ấy, đúng không? Thì đó là nửa ngày. Tiếp theo này, xiao khái là trẻ em, trẻ con, trẻ nhỏ ấy mọi người, hay là chu nở đi đâu đúng không? Ví dụ đi chu nở nhá, cậu đi đâu đấy? Tớ đến Alpha để học tiếng Trung đây. Rồi, ok, phần lưu ý này các bạn cũng ghi chép vào vở giúp cô nào. Vậy là sau khi hoàn thành toàn bộ những kiến thức về thanh mẫu, vận mẫu trong bài 4 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần từ vựng. Hãy cùng xem hôm nay chúng mình được học những từ vựng gì nhé. Từ vựng đầu tiên chúng ta học, hãy cùng lắng nghe và lặp lại thật to với cô Trang nhé. Thiên. Thiên. Các bạn sẽ thấy là âm yên thì có một số bạn sẽ đọc là thiên. Để mà nói là sai thì cũng không hẳn, nhưng mà lão sư khuyên rằng các bạn nên đọc là âm yên, yên, thiên thì nó sẽ hay hơn nhá. Thiên Hán Việt là thiên, nghĩa là trời, nhưng nó cũng có nghĩa là ngày. Ví dụ như là một ngày, hai ngày, ba ngày. Ok, tiếp theo chúng ta có từ jin thiên. Nào lặp lại, jin thiên. Rồi âm này không bật hơi nhá. Jin thiên có nghĩa là hôm nay. Ở từ thiên này thì chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ sau nhá. Jin thiên wo qu xue han yu. Ở đây thì các bạn sẽ thấy phần phiên âm có bị nhầm với một chữ đúng không? Đó là từ xiang thì đây không phải nhá. Phiên âm của từ này này, nó là qu, được chưa? Qu. Vậy cả câu này sẽ đọc là jin thiên wo qu xue han yu. Rồi, jin thiên là hôm nay. Wo là tôi, tớ, mình, tao đúng không? Chị là gì? Hôm nọ học rồi. Là đi. Vậy đi đâu? Xue hà nhữ. Đi học tiếng Hán, đúng không nhỉ? Jin thiên wo qu xue han yu. Hôm nay tôi đi học tiếng Hán. Quá là giống tiếng Việt luôn đúng không? Với ngữ pháp nó khá là tương đồng ấy. Nên là chúng mình học nó cũng sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Chịu khó nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có ví dụ thứ hai.
Jin tian wo qu jian ta. Jin tian là gì? À, học rồi. Hôm nay đúng không nhỉ? Wo là tôi, qu là đi đúng không? Jian, jian hôm nọ học rồi. Jian là gì? À, kiến là nhìn, là gặp đúng không? Jian ai? Jian ta. Ở ta ở đây có bộ nhân đứng này, mọi người nhìn thấy cái bộ giống số 1 này là bộ nhân đứng nhá. À, tức là từ ta này là chỉ nam giới đấy đúng không? Jin tian wo qu jian ta. Hôm nay tôi đi gặp ai? Gặp anh ấy, ông ấy, thằng ấy, lão ấy, gã ấy, đúng không nhỉ? Hôm nay tôi đi gặp anh ấy. Từ vựng tiếp theo chúng ta có, hãy cùng đọc thật to với cô nhé. Chúa thiên, âm chờ, không bật hơi nhé. Wo, chúa thiên, ok. Chúa thiên có nghĩa là hôm qua. Với từ chúa thiên này thì chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ để có thể hiểu rõ hơn về cách dùng nhé. Đọc cùng với lão sư nào. Chúa thiên ta chữ yên hằng chữ chén, ok. Chúa thiên ta chữ yên hằng chữ chén có nghĩa là gì? Chúa thiên là hôm qua, ta là anh ấy, chữ là đi, yên hằng là ngân hàng, chữ hôm nọ học rồi, rút đúng không, là chữ rút gì? Rút chén, rút tiền. Đọc lại với lão sư một lần nữa nào. Mình đang đọc với một cái tốc độ tương đối là chậm, vậy nên các bạn ở phía bên kia màn hình hãy cố gắng follow theo cái tốc độ đấy và đọc cùng với cô nhé. 昨天 他去银行取钱. Rồi, chú ý rất nhiều âm bật hơi cho cô nhé. 昨天 他去银行取钱. Hôm qua anh ấy đi ngân hàng rút tiền. Từ vựng tiếp theo chúng mình cùng đọc nào. 星期, ok. Xin chi có nghĩa là tuần. Bật hơi cho cô nào. Xin chi là tuần. Từ vựng tiếp theo chúng ta có là gì đây? Xin chi y. À, một lần nữa chúng mình bắt gặp lại từ xin chi vừa mới học xong đúng không? Xin chi là tuần. Và ở đây chữ tuần này được kết hợp với số đếm, cụ thể ở đây là số 1 đúng không? Xin chi y. Nó sẽ tạo thành từ thứ hai. Thứ hai này là kiểu thứ hai đầu tuần đấy mọi người nhá. Đọc to với lão sư nào. Xin chi y. Ok, từ tiếp theo chúng mình sẽ có là xin chi ơ. Rồi, âm gì đây? À, vẫn mẫu uốn lưỡi đúng không nào? Đọc lại với cô nhá. Ơ, không đọc là a, ok. Tròn miệng lên. Xin chi ơ, ok. Xin chi ơ có nghĩa là thứ ba. Rồi, có thứ ba rồi phải có thứ tư chứ đúng không? Thứ tư chúng mình đọc là xin chi san. Rồi, cái cách dùng cụ thể của từ xin chi này, tại sao tự dưng đang tuần lại thành thứ mấy thì một lát nữa trong phần mẫu câu thì lão sư sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cũng như là để các bạn hiểu rõ hơn nhá. Bây giờ các bạn chỉ cần lắng nghe và đọc từ vựng với cô cho nó rất là nhuần nhuyễn là được rồi. Đọc lại nào. Xin chi san, ok. Xin chi san là thứ mấy? Thứ tư. Tiếp theo này. Xin chi sư, ok. Xin chi sư là thứ mấy? Là thứ năm. Đúng rồi. Tiếp theo nhá. Xin chi ủ. Xin chi ủ. Các bạn có nhìn thấy chữ W đây không? Chữ W đọc giống như U bình thường thôi đúng không? Xin chi ủ là thứ 6. Tiếp theo nhá. Xin chi liệu. Yêu. Không phải lưu nhá mà yêu. Yêu bỏ chữ O đi rồi. Vẫn phải giữ nguyên cách đọc. Xin chi liệu. Thứ mấy? Thứ 7. Đúng rồi. Tiếp theo nào. Xin chi thiên. Chủ nhật rồi đúng không? Xin chi thiên. Ok, vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết một tuần rồi. Tiếp theo chúng mình sẽ có từ mới gì đây? Từ này dễ quá, đọc với lão sư nào. Chỉ, ok. Chỉ. Chỉ ở đây có nghĩa là mấy. Là mấy ấy, được chưa? Có từ bao nhiêu thì thực ra là cũng không hoàn toàn chính xác nhá. Cũng được. Nhưng mà dịch là mấy thì nó sẽ đúng nghĩa hơn. Thì cụ thể vào ví dụ lão sư sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Ở đây chúng ta có ví dụ gì đây? Nǐ qù Zhōng Guó jǐ tiān, ok? Nǐ qù Zhōng Guó jǐ tiān. Nǐ là gì? You là bạn đúng không? Qù là đi đâu đấy? Đi Zhōng Guó, Trung Quốc. Jǐ tiān. Từ tiān này trong phần từ vựng ban nãy, từ đầu tiên lão sư đã nói với các bạn rồi. Nó là trời nhưng nó cũng có nghĩa lượng từ đó là ngày. Là ngày, đúng không? Nǐ qù Zhōng Guó jǐ tiān. Bạn đi Trung Quốc gì? Jǐ tiān, mấy ngày. Bạn đi Trung Quốc mấy ngày, được chưa? Vậy nên cái từ chỉ này dùng khá là giống từ mấy trong tiếng Việt mọi người nhá. Tiếp theo, một ví dụ nữa này. Nǐ jǐ suì. Không có ai đọc là nǐ jǐ suì nhá, không có nǐ jǐ suì đâu. Nǐ và jǐ đều mang thanh ba. Vậy nên biến điệu của thanh ba là khi hai thanh ba đứng cạnh nhau thì thanh ba đầu tiên sẽ được đọc thành thanh hai. Vậy đọc cho lão sư nhá. Nǐ jǐ suì. Âm uê, không phải ui, u e i, bỏ chữ e đi rồi, đúng không? Đọc là uê suì. Nǐ jǐ suì.
bạn mấy tuổi. Nhưng các bạn lưu ý giúp lão sư, cái từ chỉ này nó hỏi về số lượng, nhưng thông thường sẽ là từ 10 trở xuống. Vậy nên lý chỉ xuôi là bạn mấy tuổi. Thường thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi này với các em bé. Không ai hỏi một người trung niên, một người trưởng thành hay là một cụ già là lý chỉ xuôi nhá. Không thể hỏi là cụ mấy tuổi được, đúng không? Phải là cụ bao nhiêu tuổi, đúng không nhở? À, anh bao nhiêu tuổi, chị bao nhiêu tuổi. Còn đây là gì? Con mấy tuổi, em mấy tuổi, bé mấy tuổi. À, chúng mình sẽ dùng hỏi các em bé nhá. Lý chỉ xuôi. Ok, chúng mình đến với từ vựng tiếp theo thôi nào. Ở đây chúng ta có từ ở Hán Việt là nhị, có nghĩa là số 2 nhá. Ở muốn lưỡi lên. Tiếp theo chúng mình có từ san. San Hán Việt là tam, có nghĩa là 3. Tiếp theo chúng mình có từ sử. Sử Hán Việt là tứ, có nghĩa là số 4 nhá. Và thông thường thì các bạn biết đấy, người Trung Quốc có một cái văn hóa, đó là văn hóa về con số. Và cái văn hóa về con số này thậm chí còn chi phối toàn bộ văn hóa Á Đông và cũng ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam rất là nhiều, đúng không? Nên mình có gì? Sim số đẹp, biển số đẹp, rồi nói chung là chọn số đẹp ấy mọi người. Thì người Trung Quốc thông thường sẽ không thích số 4 lắm, bởi vì nó đọc là sử, nghe nó xem xem với cả sử. Sử là tứ, là số 4. Còn sử là tử, là chết, là qua đời, là mất. Thế nên là người ta thường sẽ không thích số 4 lắm, vì nghe nó xem với cả từ sử là tử, đúng không? Ok. Lão sư thì thấy là mỗi con số đều có cái đẹp riêng thôi, nên là mình cũng không ghét số nào lắm. Càng nhiều thì mình càng thích, đúng không ạ? Ví dụ như là càng nhiều các bạn đang xem cái video này, càng nhiều người subscribe kênh của lão sư thì lão sư sẽ càng có động lực để cho các bạn thêm những bài học mới thú vị hơn nữa. Thế nên là đừng quên ấn subscribe nhá. Ok, chúng mình tiếp tục nào. Sử có nghĩa là số 4. À, tiếp theo chúng mình có gì đây? Ổ. Có từ nả. Nả mà phẩy r thì thực ra nó là cái âm gì đấy mọi người? Nó là âm r, đúng không? Cong lưỡi lên cho cô nào. Nả. Nả là đâu? Ở đâu? Vậy khi mà ghép vào cái ví dụ này, nǐ qù nǎ? Nǐ qù nǎ? Bạn đi đâu, đúng không? Bạn đi đâu? Nǐ qù nǎ? Đi học tiếng Trung còn đi đâu nữa? Tiếp theo chúng ta sẽ có từ nǎ. Các bạn chú ý phần chữ Hán nhá. Ban nãy là nǎ thì nó có bộ khẩu đằng trước này. Từ này dùng để hỏi nhá. Hỏi thì phải dùng miệng, đúng không? Nǎ, bộ khẩu là miệng nhá. Nǎ là đâu? Ở đâu? Tiếp theo từ này thì chúng ta mất đi bộ khẩu rồi. Mất đi bộ khẩu chúng ta có nǎ. Nǎ là kia, ở kia. Rồi ví dụ là gì? Nǎ shì shuǐ. Nǎ shì shuǐ. Kia là ai? Đó là ai? Nếu như trong tiếng Anh thì từ na này có nghĩa là rát, có rít, có rát đấy mọi người, đúng không? Na sư suế, đó là ai? Và cái từ suế này có hai cách đọc. Cách thứ nhất là suế, uê, suế. Cách thứ hai là ê, suế. Cách đọc nào cũng đúng, nhưng thông thường thì người ta hay dùng cách đọc là suế. Bởi vì sao? Nó dễ hơn, cái miệng mình nó thả lỏng hơn, nó không phải uê, đúng không? Nó ê là được rồi. Na sư suế hoặc na sư suế có nghĩa là đó là ai, kia là ai, đúng không? Từ tiếp theo chúng ta có là gì? Từ này quá là quen thuộc luôn, đúng không? Wǒ. Wǒ. Wǒ là gì nhỉ? Là tôi, là tớ, là mình, là tao, là đại từ nhân xưng ngôi thứ một số ít chỉ chính bản thân mình, đúng không? Wǒ. Ok. Rồi chữ W ở đâu ra đấy mọi người? W ở đâu ra nhỉ? À, thật ra nó là ở chữ U ấy, đúng không? U với O đấy. Wǒ. Wǒ. Rồi. Wǒ. Đó, bản thân nó khi mà biến thành âm tiết tự thân, nó biến thành âm tiết thì U sẽ chuyển thành W và giữ nguyên cách đọc. Lão sư đã nói trong phần lưu ý rồi, đúng không? Chúng mình đọc nhá. Wǒ. Wǒ là tôi, là tớ, là mình, là tao. Được chưa? Là tôi nè. Tiếp theo nhá, chúng mình có từ Wǒ. Wǒ. Huế. Đọc to lên nào. Huế. Huế Hán Việt là hồi, có nghĩa là trở về. Ví dụ như là hồi hương ấy mọi người, hoặc là hồi tưởng, tức là nghĩ về cái gì đó, trở về cái gì đó. Huế là về, là quay lại, được chưa? Chúng mình có ví dụ là gì? 我回家了. Ủa vừa học xong là tôi, đúng không? Huế đâu đấy? Huế cha. Huế cha là gì? Về nhà. 我回家了. Tôi về nhà rồi. Tiếp theo nào. Chúng mình có từ yue, âm yue nhớ không? Đằng sau x thì nó chính là u hai chấm. Được chưa? Xuế xiao. Âm yao. Yao. Xuế xiao. Không đọc xuế sao nhá. Y, âm y phải giữ cho cô. Xuế xiao là trường học. Trường học. Thì bây giờ ví dụ của mình là gì đấy? Lào sư chỉ xuế xiao mơ. Lào sư là gì? Là giáo viên, thầy giáo, cô giáo. Lào sư chỉ đi. Đi đâu đấy? Đi xuế xiao
ma. À, chúng mình có thể hiểu câu này là gì? Cô giáo đến trường học à? Thầy đến trường học à? Thầy đến trường học phải không? Đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ zài jiàn. À, từ này quá là quen thuộc luôn. Chưa học, chưa nghe cô Trang dạy thì đã biết luôn rồi đúng không? Zài jiàn có nghĩa là gì? Tạm biệt. À, không ai đọc là zài jiàn nhá. Không có chiên với xào với rán gì hết. Đọc lại cho cô nào. A, zài jiàn. Zài jiàn. Ok, zài jiàn có nghĩa là tạm biệt. Ờ, nhưng cái này mình mách nhỏ ngoài lề cho các bạn biết này. Trong tất cả các sách vở, thứ các bạn học thì là nó là tạm biệt thì đúng rồi. Nhưng mà hãy chú ý vào chữ tạm này. Là nó tạm thôi, nó tạm thôi, tức là mình còn gặp lại đúng không? Chỉ là sư phân tích ngoài lề cho các bạn xíu thôi. Trong cái từ chai chen này, có từ chen mình đã học rồi. Chen là kiến, là diện, là gặp. Diện kiến ấy là gặp gỡ, được chưa? Chai này là tái. Tái là gì? Là sự lặp lại một lần nữa. Vậy bản thân ngữ nghĩa của cái mặt chữ này nó là chai chen, có nghĩa là gặp lại. Đó, thế nên mình có thể hiểu là tạm biệt. Đấy, nó là chai chen là chúng ta còn gặp lại nhau một lần nữa nhá. Tái kiến là lặp lại á mọi người. Ok, chai chen, tạm biệt. Các bạn yên tâm là học đến đây là cái từ tạm biệt thôi, chứ còn chúng mình vẫn đang học tiếp nhá. Đừng có ai học đến cái từ này xong rồi vội vàng cất sách cất vở đi, là cất tắt màn hình đi, là tôi rất buồn đấy. Đọc lại nào. Chai chen. Ok, vậy thì nếu một lát nữa tan học các bạn có thể chào cô là gì? Lào sư chai chen. Có thể các bạn sẽ nghe thấy có người nói là zài jiàn lào sư, nhưng cách nói đúng các bạn nên nói là gì? Lào sư zài jiàn. Được chưa nhỉ? Ok, tiếp theo nhá. Chúng mình có từ đuì bù chỉ. Đuì bù chỉ. Ồ, đuì bù chỉ là xin lỗi. Rồi, lặp lại, đây là một câu cửa miệng rất là cần thiết, rất là hay dùng, nhớ luôn cho cô nhá. Đuì bù chỉ. Đúng rồi, bật hơi nào. Chỉ, ok. Đuì bù chỉ, xin lỗi. Rồi cái khi người ta xin lỗi mình mà mình thấy cũng không sao lắm, đúng không? Mình trả lời khách khí là ê, không sao, thì chúng mình sẽ nói gì? Mấy quan gì? Thanh nhẹ nhá, thanh nhẹ cho tôi các bạn ơi, đừng đọc là mấy quan si, nhỏ nghe nó sẽ không hay, kém sang. Đọc lại cho cô nào. Mấy quan gì? Ok, mấy quan gì? Không sao đâu, không can hệ gì đâu ấy, được chưa? Tiếp theo này, mình có từ Thiên An Mến, Ân Mến, Thiên An Mến. Bản thân cái dấu phẩy cách này nó nhằm phân biệt chữ thiên và chữ an ra thành hai từ riêng biệt thôi. Đọc lại cho cô nhé. Thiên An Mến, Hán Việt là Thiên An Môn. Và nghĩa cũng là Thiên An Môn luôn. Bạn nào mà biết đến Trung Quốc thì chắc hẳn cũng biết đến quảng trường Thiên An Môn rồi đúng không? Rồi, vậy thì chúng mình sẽ cùng đến với một ví dụ rõ ràng hơn nhé. Nǐ qù Thiên An Mến ma? Nǐ qù Thiên An Mến ma? Cậu có đi Thiên An Môn không? Đấy, rủ dê đấy đúng không? Hy vọng là một thời gian ngắn nữa sau khi mà đã sở hữu cho mình một cái trình tiếng Trung tương đối ổn đủ xài rồi thì các bạn sẽ có thể nhắn tin và rủ nhau là nǐ qù Thiên An Mến ma? Rồi hãy gửi về cho cô Trang những tấm ảnh các bạn đứng trước Thiên An Môn, trước cố cung, trước những danh lam thắng cảnh đẹp đẽ của Trung Quốc để gửi về cho cô Trang để biết rằng là những cái buổi học, những cái giờ học ngày hôm nay tôi đang quay cho các bạn nó là có ý nghĩa. Được chưa nhở? Cố gắng lên nhé các cậu ơi. Vậy là chúng mình đã hết phần từ vựng rồi đấy mọi người. Tiếp theo là chúng mình sẽ đến với phần ngữ pháp nhá. Gọi là ngữ pháp nhưng mà thực ra nó cũng không phức tạp lắm đâu. Rồi, mọi người có cần nghỉ giải lao không? Nếu mà cần nghỉ giải lao thì hãy ấn dừng màn hình, đi uống nước hay làm gì đó, rồi chúng mình sẽ quay lại tiếp tục nhá, để hoàn thành nốt cái bài ngày hôm nay. Đừng học giang dở nhá. Nghỉ giải lao thì được, nhưng mà phải học xong hết rồi thì hãy nghỉ hẳn nhá, cho nó đỡ bị nguội cảm hứng. Được chưa nhở? Ok, trong phần này thì chúng mình sẽ được đến với một cái timeline như sau, một cái dòng thời gian như sau. Nào, bây giờ chúng mình hãy lắng nghe và đọc thật to cùng với cô Trang trước đã, được chưa? Qiān tiān, qiān tiān. Đọc như này là đang luyện phát âm ấy nhá, các bạn đọc to lên cho cô nào. Zuō tiān, zuō tiān. Ok. Jīn tiān, jīn tiān. Mǐng tiān, mǐng tiān. Gì đây? Hǒu tiān, thành 4 nhá. Hǒu tiān. Rồi, ok. Ở đây thì chúng ta có từ jīn tiān là gì? Hôm nay. Jīn tiān là hôm nay. Vậy thì phía trước của hôm nay, zuō tiān là hôm qua, đúng không? Trước của hôm qua, qiān tiān là gì? Là hôm kia. Ok, vậy thì đằng sau sao nhỉ? Jīn tiān là hôm nay. Vậy thì tương lai của hôm nay chính là mǐng tiān. Mǐng tiān là ngày mai. Tiếp theo nữa gì? Hǒu tiān.
hậu thiên là ngày kia, đúng không? Còn sau của ngày kia nữa là ta hậu thiên. Nhưng thôi, các bạn nắm được từ này là tôi mừng lắm rồi. Nào, bây giờ chúng mình lưu ý giúp lão sư nhá. Ở đây có từ chén thiên là hôm kia, tức là nó đã qua rồi, được chưa nhỉ? Ở đây mình có từ hậu thiên là ngày kia, là cái ngày sắp tới ấy. Chú ý nhá, chén thiên là hôm kia, còn hậu thiên là ngày kia. Cách dùng trong tiếng Việt thì chắc cũng không cần nói nữa mà chúng mình đều đã nắm được rồi, đúng không nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với phần ngữ pháp nào. Gọi là ngữ pháp nhưng thực ra nó là những cái mẫu câu các bạn có thể ứng dụng ngay lập tức vào trong giao tiếp đời sống hàng ngày. Hãy cùng xem ngày hôm nay chúng ta được học phần mẫu câu nào nhé. Ok, đọc cùng với lão sư nào. 今天星期几? Đọc to đã. 今天星期几? Rồi. 今天星期一? OK, 今天星期一. Vậy thì các bạn lưu ý giúp lão sư nhá. 今天 ở đây là gì? Là gì vừa học xong trong cái timeline đấy. Ồ, 今天 là hôm nay, hôm nay. 星期 này vừa học trong phần từ mới. 星期 có nghĩa là tuần, tuần, đúng không nhỉ? 几 này là mấy? Chỉ là mấy, nhưng mà chúng mình không hiểu là không được hiểu là tuần mấy đâu nhá. Bây giờ lão sư sẽ giải nghĩa cho chúng mình một tí này. Bản thân từ xiêng chi, bản thân cái từ xiêng chi này khi đứng một mình có nghĩa là tuần, nhưng mà khi đằng sau nó là cộng với các số đếm 1, 2, 3, 4 các thứ các kiểu ấy thì nó sẽ tạo thành thứ mấy, được chưa nhỉ? Xiêng chi nếu đứng một mình riêng lẻ thì nó có nghĩa là tuần, là week cho mọi người, nhưng khi mà nó được cộng với số đếm, ví dụ xiêng chi 1, xiêng chi 2, xiêng chi 3 thì nó sẽ tạo thành thứ 1, à quên, sorry, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật đấy, kiểu như thế nhá. Nhớ giúp lão sư. Rồi, chứ không phải dịch là tuần mấy thì lại chưa chính xác rồi, chưa? Vậy thì bây giờ chúng mình thử cùng đọc lại câu hỏi nhá. 今天星期几? Bản thân từ chỉ này nó cũng như kiểu là đại diện cho số ấy mọi người, thì hiểu luôn cái câu này cho cô là hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ mấy? 今天星期几 là hôm nay thứ mấy? Và ở trong câu trả lời thì cực kỳ đơn giản, các bạn lưu ý giúp cô một cái mẹo này. Đó là trong câu hỏi luôn đã bao gồm sẵn vị trí của câu trả lời rồi. Lão sư lấy ví dụ này, người ta hỏi là 今天星期几 là thứ mấy? Hôm nay thứ mấy, đúng không? Thì câu trả lời sẽ 今天 gióng xuống vẫn là 今天 là hôm nay. Nó hỏi hôm nay thứ mấy thì mình trả lời hôm nay thứ hai chẳng hạn, đúng không? Ờ, vậy thì hôm nay vẫn là hôm nay này. Xin chi vẫn là xin chi. Chỉ là mấy, mấy thì mình thay bằng số, thế thôi, đúng không? Vậy nên trong hầu hết tất cả các đoạn giao tiếp thì sao nhỉ? Trong câu hỏi đã bao gồm sẵn vị trí của câu trả lời rồi. Vậy nên là mình cứ gióng từ trên xuống, mình cứ bê nguyên xuống là mình thay thế các thành phần của câu hỏi thành câu trả lời là được. Nó có dài dòng quá, mọi người có dễ hiểu không? Cố gắng nhá. Ờ, lão sư nghĩ là mọi người cũng sẽ nắm bắt được nhanh thôi. Rồi, lão sư sẽ nói lại một xíu này. 今天星期几? Hôm nay thứ mấy? Rồi, trả lời là 今天星期一? Hôm nay thứ hai. Ồ, nhưng mà chúng mình lưu ý giúp lão sư đoạn này một tí nhá. Y là số mấy? À, y là số 1. Thế tại sao dịch ra nó lại là thứ hai à mọi người? Sao không là o mà lại là y? Rồi, thì là các bạn lưu ý này. Y ở đây là số 1 và xin chi này có nghĩa là tuần. Thì các bạn hiểu cho cô là ngày thứ hai chính là ngày đầu tiên của cái tuần đấy, được chưa nhỉ? Ngày Monday thứ hai nó sẽ là ngày y của cái xin chi đấy, ngày thứ 1 của cái tuần đấy nên gọi là thứ hai, được chưa? Lão sư giải thích ngoài lề một tí thôi cho những cái bạn mà thắc mắc là ủa tại sao ấy, thứ hai lại là số 1 thì nó chính là ngày thứ 1 của cái xin chi đấy, nhớ nhá. Rồi, hơi dài dòng rồi, đọc lại cho cô nhá. 今天星期几? Hôm nay thứ mấy? Với cái trả lời là gì? 今天星期一. Và cứ tương tự như vậy, cái từ xin chi này không phải là y nữa mà các bạn có thể thay thế bằng 二, 三, 四, à quên, 四, đúng không? Ok, thì chúng mình sẽ tạo thành câu trả lời là hôm nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây các bạn lưu ý là hãy học tập mở rộng bằng cách gì? Bằng cách khi mà học được một mẫu câu lão sư giảng thì hãy tự về và thay thế các thành phần câu tương tự vào đấy, tạo thành những mẫu câu mới. Đừng chỉ ở trên lớp học mỗi là hôm nay là thứ hai là về nhà muôn đời sao biết mỗi hôm nay là thứ hai, còn thứ ba, thứ tư, thứ năm là gì thì không biết nói. Đấy, hãy chủ động mở rộng kiến thức bằng cách như thế nhá. Chứ là không phải là tất cả mọi thứ trên lớp đều là dừng lại ở trên lớp đâu. À, hãy về nhà và mở rộng thêm kiến thức. Rồi, phần tiếp theo thì chúng mình sẽ học cách thay thế những thành phần khác vào trong mẫu câu vừa rồi để tạo thành những mẫu câu mới nhá. Ở đây lão sư đã cung cấp cho các bạn cái dòng thời gian. Ở đây,
Ở đây lão sư đã cung cấp cho các bạn cái dòng thời gian như lúc nãy mình học là gì đây? Chén thiên là gì? Hôm kia. Chúa thiên là hôm qua. Chín thiên học mãi rồi là gì? Hôm nay. Tiếp theo, miếng thiên là ngày mai. Khổ thiên là ngày kia. Xin chi này là gì nhỉ? Là tuần. Quá là dễ luôn. Và đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thiên, không phải chi ba triệu sứ nhá. Rồi, số 1, 2, 3, 4, 5, 6 các thứ. Thì khi mà mình ghép vào mình sẽ tạo thành những mẫu câu mới này. Ok. Ví dụ này, lão sư lấy ví dụ và các bạn về tự làm theo thay thế nhá. Chén thiên xin chi chỉ. Hôm kia là thứ mấy thì chúng mình trả lời này. Chén thiên xin chi y. Hôm kia là thứ hai, đúng không? Thử tiếp nhá. Chúa thiên xin chi chỉ. Ok. Chúa thiên xin chi ơr. Được chưa nhỉ? Cứ lần lượt như thế chúng mình sẽ thay thế các thành phần bên này vào thành phần bên này để tạo thành những mẫu câu mới nhé. Rồi, sau khi cùng nhau hoàn thành phần phát âm này, từ vựng này, mẫu câu thì bây giờ chúng mình sẽ đến với phần hội thoại nhé. Chúng mình hãy cùng xem hôm nay trong hội thoại này có những nội dung gì nào. Hãy lắng nghe và đọc thật to cùng với lão sư hội thoại này nhé. Rồi, ở đây vẫn là đoạn hội thoại của một bạn nữ và một bạn nam. Vậy xem bạn nữ hỏi bạn nam câu gì nào. Jin tian xing qi ji. Jin tian xing qi ji. Hôm nay thứ mấy, đúng không nhỉ? Và bạn nam trả lời là gì? Jin tian xing qi er. Ồ, xing qi er là thứ mấy mọi người? Er là số 2 và mình hiểu là ngày thứ 2 của cái tuần đấy chắc chắn là thứ 3 rồi đúng không? Jin tian xing qi er. Hôm nay là thứ 3, đúng không nhỉ? Tiếp theo, bạn nữ lại hỏi là ni qu ma? Cậu đi đâu đấy? Ni qu ma? Đừng quên cong lưỡi lên giúp cô nhá. Ni qu ma? Cậu đi đâu đấy? Và bạn trai trả lời là 我去天安门. 我去天安门. 你去不去? 我去天安门 là tớ đi Thiên An Môn. 你去不去? Cậu đi không? Thì cái cấu trúc là gì? Động từ bù, động từ. Các bạn nhìn giúp cô này. Chỉ là đi đúng không? Bố chỉ là không đi. Vậy thì cái cấu trúc là động từ này, xong bù, xong động từ, cũng chính là bằng với cái cấu trúc là động từ mà. Ví dụ thay vì hỏi chi mà, đi không, thì mình cũng có thể hỏi là chi bú chi. Chư mà, ăn không. Chư bú chư. Xuế mà, học không. Xuế bú xuế. Học hay không học đúng không? Học hay không học thì cô còn biết cô giảng tiếp đây. Được chưa nhỏ? Đấy, thì mình lưu ý giúp lão sư nhá. Bạn gái hỏi là nǐ qù nǎ, cậu đi đâu đấy? Thì bạn trai trả lời là 我去天安门, 你去不去? Tớ đi Thiên An Môn, cậu đi không? Đúng không nhỉ? Ok, đoạn hội thoại này tương đối là đơn giản và cô tin là tất cả mọi người cũng đều đã nắm được, đúng không nhỉ? Rồi ok, sau khi bạn nam trả lời là tớ đi Thiên An Môn, cậu có đi không? Thì bạn nữ nói gì nhỉ? 不去,我回学校. Dù đi chơi thất bại rồi, người ta hỏi là chị bố chị đi không thì mình thì bạn nữ trả lời là bố chị không đi, bố chị không đi. Wo khuấy xuế xiao, khuấy là gì các cậu ơi? Trở về đúng không? Xuế xiao là trường. Wo khuấy xuế xiao là tớ về trường. Ok, bố chị wo khuấy xuế xiao, không đi, tớ về trường, không chịu đi chơi rồi. Vậy thì bạn nam chỉ còn cách nói là gì? Zài jiàn, về tạm biệt nhá. Và bạn gái cũng đáp lại là zài jiàn. Ok, vừa xong là một đoạn hội thoại tương đối là đơn giản, bao gồm tất cả những cái từ vựng cũng như là những mẫu câu mà hôm nay cô đã hướng dẫn mọi người trong bài 4. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với một đoạn hội thoại thứ hai nhá. Và nó cực kỳ đơn giản, còn đơn giản hơn lúc nãy, nó chỉ có hai câu thôi. Đó là bạn nữ, chắc là bởi vì không đi Thiên An Môn được với bạn trai nên là cũng cảm thấy áy náy đúng không? Khi mà được rủ mà không có nhận lời, nên là bạn gái nói là gì? Tuệ bu chỉ. Tuệ bu chỉ có nghĩa là xin lỗi. Tuệ bu chỉ. Và bạn trai cũng rất là lịch thiệp đáp lại là mấy quan gì, không sao đâu. Nào cả lớp đọc lại cùng với cô một lần nữa thật là to nhá. Tuệ bu chỉ. Mấy quan gì, xin lỗi nhá, không sao đâu. Rồi, phần kiến thức thì chúng mình đã cùng nhau hoàn thành một cách rất là ngoạn mục. Vậy thì bây giờ đến với một phần tiếp theo, đó chính là phần bài tập luyện tập. Luyện tập cái gì đây? Luyện tập phân biệt âm. Ở đây thì lão sư có một bài tập nho nhỏ để giúp cho các bạn có thể phân biệt được những âm tiết mà chúng mình đã được học. Như các bạn thấy là với mỗi cặp âm này, ở đây có 4 cặp âm. Và mỗi cặp âm thì nó sẽ có cái cách đọc xem nhau, dễ gây nhầm lẫn. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ là lắng nghe. Lắng nghe xem là lão sư đọc âm nào thì chúng mình phải khoanh tròn vào cái âm mà chúng mình chọn nhá. Ok, và mỗi câu lão sư sẽ cho các bạn 3 giây để trả lời. Được chưa nhở? Với cặp âm đầu tiên,
Các bạn nghe xem cô Trang đọc cái gì nhá. Ok. Xuân zi. Xuân zi. 3 giây của các bạn bắt đầu. Các bạn chọn gì nhỉ? Chính xác. Xuân zi. Cô đọc là sờ, sờ, xuân zi. Còn cái này sẽ đọc là gì? Sờ, bật hơi nhá. Xuân zi. Nhưng mà đây mới là đáp án chính xác nhá. Tiếp theo cặp âm số 2 các bạn nghe này. Chữ điển. Chữ điển. Các bạn chọn gì đấy? Chọn gì nhỉ? Đây là đáp án chính xác nhá. Cô không đọc là chữ điển mà cô đọc là chữ điển. Chú ý âm này đọc là chữ, còn âm này đọc chữ bật hơi rõ hơn rất nhiều đúng không? Chữ điển. Chữ điển là từ điển đấy mọi người. Còn xuân dự là kiểu như là cháu, cháu nội ấy. Tiếp theo nhá. Tiếp theo này. Lão sư đọc từ nào đây? Các bạn chuẩn bị này. Chải sợ. Chải sợ. Chính xác. Chúng mình sẽ chọn là gì đây? Chải sợ là màu sắc nhá. Chải sợ. Còn đây là chai sợ. Bởi vì chính cái âm ma sát, cái âm zit zit các bạn rất là dễ nhầm chờ thành sờ. Được chưa? Nghe lại cho cô này. Chải sợ. Còn đây là chai sợ. Nhớ nhá. Chải sợ mới là đáp án đúng. Tiếp theo cặp âm cuối cùng, cơ hội cuối cùng cho các bạn giành chiến thắng đây. Cuối cùng. Cuối cùng. 3 giây bắt đầu. Các bạn chọn gì nhỉ? Cuối cùng là đáp án chính xác, được chưa nhỉ? Cuối cùng. Còn cái này sẽ đọc là gì? Cuối cùng. Khác nhau nhá. Cuối cùng và cuối cùng. Rồi các bạn hãy comment xuống giúp cô Trang xem là mình làm đúng bao nhiêu trên 4 câu nhá. Hy vọng đều là 4 trên 4. Và chúng ta đã chính thức khép lại toàn bộ phần kiến thức trong buổi 4 ngày hôm nay. Hy vọng rằng video này đã mang đến rất nhiều điều bổ ích cho các bạn. Nếu các bạn thực sự cảm thấy nó hữu ích thì đừng quên ấn like, share và subscribe để có thể theo dõi nhiều video thú vị hơn phía sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào chị.